Chính quyền thành phố Seongnam thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, phía nam Seoul, vừa qua đã xác nhận một ổ dịch COVID-19 mới xuất hiện trong thành phố này. Đó là nhà thờ River of Grace với rất nhiều tín đồ, bao gồm cả mục sư và vợ đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo SCMP, đáng chú ý, nhà thờ này đã tổ chức xịt nước muối vào miệng các tín đồ với niềm tin rằng nước muối sẽ ngăn chặn được virus lây lan. Tuy nhiên, tất cả đã sử dụng chung một bình xịt và không có biện pháp khử trùng hợp lý. Việc này dẫn đến đã có ít nhất 46 người nhiễm bệnh ở nhà thờ này tính tới thời điểm hiện tại. Được biết, thông tin trên xuất phát từ các hình ảnh trong video do camera an ninh tại nhà thờ ghi lại. Hình ảnh từ clip quay tại nhà thờ cho thấy một thành viên nhà thờ đưa vòi bình xịt vào sâu trong miệng của từng người trong buổi lễ có khoảng 100 thành viên tham dự từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3. Trong số những người mắc COVID-19 có cả vợ chồng mục sư. Đúng là họ đã đưa vòi bình xịt vào miệng một người sau đó đã được xác nhận nhiễm COVID-19 và tiếp tục làm như vậy với những người đi lễ khác mà không khử trùng vòi xịt. Hành động này khiến SARS-CoV-2 càng lây lan thêm. Họ cứ tưởng nước muối có thể tiêu diệt được virus corona. Ông Lee Hee-young, người đứng đầu lực lượng ứng phó dịch COVID-19 tại tỉnh Gyeonggi cho hay. Nhà thờ này hiện đang bị đóng cửa và mọi tín đồ đều được đưa đi xét nghiệm COVID-19. Theo giới chức Hàn Quốc, hiện vẫn có nhiều nhà thờ tại nước này tổ chức tụ tập dẫn đến các cụm lây nhiễm mới. Ngoài 46 trường hợp được xác nhận tại nhà thờ Grace River, có 25 trường hợp khác trong cùng tỉnh được ghi nhận từ hai nhà thờ khác, 15 người tại một nhà thờ ở thành phố Bucheon và 10 người tại nhà thờ ở thành phố Suwon. Sự việc này đã thêm một lần nữa khiến cho chính phủ Hàn Quốc phải cảnh giác trước sự xuất hiện của những ổ dịch mới, dù họ phần nào đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Được biết, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 16 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 74 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên con số 8.236 người. Số người nhiễm mới tiếp tục ở mức dưới 100 trong 2 ngày liên tiếp và thậm chí còn thấp hơn lượng người bình phục được xuất viện trong ngày.